Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023, dần cảnh giác, thìn tự ti. Tử vi vui 12 con giáp hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023, dành cảnh giác trong công việc, thìn tự ti về tuổi tác. Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay 10 tháng 4 năm 2023. Tuổi Tý. Tử vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay công việc có thay đổi vì người khác nêu ý kiến. Công việc, công việc người tuổi Tý đón nhận nhiều tích cực, thuận lợi thay đổi không gian làm việc mới mẻ. Tình duyên, người tuổi Tý tình cảm của cả hai thay đổi nhờ và bạn biết cách nhường nhịn, giúp đỡ khi đối phương khó khăn. Tài lộc, tiền bạc đến lúc có nhiều thu nhập nhờ vào cố gắng của bản thân. Sức khỏe, không nên ăn quá nhiều đạm vào buổi trước trước thời gian đi ngủ. Tuổi Sửu. Tử vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi sửu hôm nay thận trọng với các đề xuất của mọi người. Chú ý quan sát xung quanh. Công việc, người tuổi sửu trong công việc học cách quan sát xung quanh nhiều hơn, chú ý chi tiết nhỏ khi bạn thường xuyên mắc phải. Tình duyên, tình cảm người tuổi sửu may mắn có được người thương, chăm sóc khi ốm đau. Tài lộc, tiền tài biểu hiện bình thường, biết quản lý chi tiêu qua các ứng dụng tiện ích. Sức khỏe, làm việc tốn nhiều sức lực nên bồi bổ dinh dưỡng cho bản thân mỗi ngày. Tuổi dần, Tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi dần hôm nay dễ bị lừa bởi các công ty không có giấy tờ rõ ràng. Công việc, trong công việc người tuổi dần đang thay đổi vị trí làm việc, tiếp cận với nhiều đối tượng hợp tác nên cảnh giác kẻo mắc lừa. Tình duyên, người tuổi dần tình duyên bạn trao đi nhờ duyên số mà gặp đúng người vừa ý, hợp tính cách. Tài lộc, tài lộc thất thoát lớn, chú ý tìm hiểu kỹ lương kênh đầu tư. Sức khỏe, bữa sáng rất quan trọng, dù trẻ hay già nên cân bằng các bữa ăn quan trọng trong ngày. Tuổi Mão, tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tình duyên chắc trở, thường có những lời không hay dành cho đối phương. Công việc, công việc người tuổi Mão diễn ra bình ổn, công việc nên đề xuất những quyền lợi dành cho bản thân khi bạn đã cống hiến hết mình cho công ty. Tình duyên, người thương bạn dù ở xa nhưng luôn biết cách dành thời gian quan tâm, thấu hiểu bạn. Tài lộc, tài lộc hôm nay chưa có nhiều, nhưng kiên trì và cố gắng tiền bạc sẽ đến bất ngờ. Sức khỏe, uống đủ nước lọc giúp cơ thể khỏe và mát dịu toàn bộ cơ quan. Tuổi thìn, tử vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi thìn tuổi tác không quan trọng bằng giá trị bạn mang lại. Công việc, vận trình sự nghiệp người tuổi thìn vì lý do tuổi giác làm bạn tư ti, không quyết liệt trong công việc. Tình duyên, tình cảm dù có khó khăn đến đâu cả hai luôn có sự kết nối từ xa, thấu hiểu cho đối phương. Tài lộc, có lộc ăn vào buổi trưa cùng người thân thiết sức khỏe da khô nên sử dụng serum dưỡng ẩm cho da tuổi tỵ tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi tỵ hôm nay làm việc nhiệt huyết, có ý chí tiến thủ rất cao công việc công việc người tuổi tý phát triển là dựa vào bản thân nỗ lực, có ý chí tiến lên trong công việc rất cao tình duyên tình cảm vợ chồng thắm thiết, biết san sẻ những công việc đời sống cho nhau cả hai luôn cố gắng cùng nhau phát triển tài lộc hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp thường xuyên có lộc bất ngờ Sức khỏe: Đến nơi có thời tiết thay đổi, dễ sốc nhiệt. Tuổi Ngọ: Tử Vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giá trị bản thân mang lại cần được đền đáp xứng đáng. Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay đón nhận khó khăn trong công việc, một cách lạc quan, công sức bỏ ra nên có quyền lợi thỏa đáng. Tình duyên: Tình duyên đôi lúc gặp cản trở bởi ý kiến bên ngoài, cả hai dễ cãi vã vì người khác. Tài lộc: Tiền tài thất thoát, mất quyền lợi từ công việc, hoa hồng nhận được không thỏa đáng. Sức khỏe, buổi chiều thư giãn đầu óc bằng những cuộc gặp gỡ bạn bè, người thân. Tuổi mùi Tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi mùi hôm nay có nhiều dự định cho tương lai. Đôi lúc cãi vã vì chuyện không như ý bản thân. Công việc, người tuổi mùi hôm nay công việc thay đổi nhiều chiều, thường xuyên mâu thuẫn cùng đồng nghiệp. Tình duyên, tình duyên đôi lúc có nhiều vị chua cay mặn ngọt nên hãy san sẻ và cùng vượt qua. Tài lộc, quản lý tiền bạc tốt, không thất thoát nguồn tiền. Sức khỏe, chăm sóc da vào ban đêm giúp ngăn ngừa lão hóa. Tuổi Thân, tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay vận trình gặp may mắn, nhận được ủng hộ từ người thân. Công việc, công việc người tuổi Thân phát triển đúng hướng, thường có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều ý tưởng mới, sáng tạo. Tình duyên, có nhiều mối quan hệ chưa rõ ràng, bạn chưa xác định được đối tượng thực sự muốn tìm hiểu. Tài lộc, biết cách vận dụng kinh nghiệm vào đầu tư sinh lời khủng. Sức khỏe, bác sĩ dù sao cũng có kiến thức hơn người nhà tự chữa, hãy tin tưởng họ. Tuổi Dậu, tử vi hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay bất đồng, thường có mâu thuẫn với người thân. Công việc, trong công việc người tuổi Dậu tính cách còn sốc nổi, đôi lúc phát ngôn quên mất không gian và thời gian. Tình duyên, tình cảm bạn dành cho đối phương chân thành và nhận lại cũng được như thế. Tài lộc, tiền tài dễ mất, nên giữ cẩn thận, phòng bị khi có trộm cướp. Sức khỏe, nghỉ dưỡng tại nhà, đọc thêm sách, uống tách trà chữa lành bản thân. Tuổi Tuất, tử vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tuất đam mê dù có chắc trở bạn vẫn kiên trì đi đến cùng. Công việc, sự nghiệp người tuổi Tuất có thất bại nhưng bạn không bỏ cuộc, liều lĩnh kiên trì đến cùng. Tình duyên, người tuổi Tuất độc thân đã tìm được người thấu tình đạt lý, chữa lành tâm hồn bạn. Tài lộc may mắn luôn dành cho người biết kiên trì theo đuổi. Sức khỏe, quan tâm chu đáo đến thể trạng bản thân, tìm cách chữa lành khi có thể. Tuổi hợi, tử vi vui hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi hợi vận trình may mắn gặp được người vì bạn mà thay đổi. Công việc, người tuổi hợi hôm nay công việc đổi mới, có nhiều tiến bộ mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tình duyên, cất công theo đuổi, chân thành thể hiện may mắn tìm được người ấy đối xử tử tế với bạn. Tài lộc, tiền bạc tốn chi phí cho thăm khám chữa bệnh của bản thân. Sức khỏe, tìm được bác sĩ phù hợp chữa đúng bệnh thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm